Hi, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Ngọc sẽ trở lại với mọi người một cái video clip nữa, là video clip thịt nướng với lại là cái gì đó, bạch tuộc nướng. Thì đây, thịt nướng Ngọc có để đây là đây. Đó, Ngọc ướp xong Ngọc để thịt nướng đây rồi. Rồi thì Ngọc nướng theo cái cách của mẹ Ngọc thôi. Còn đây là cái gì đó, bạch tuộc nướng. À, nhìn hấp dẫn chưa? Rồi, xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi cái video clip này nha. Đây nè mọi người ơi, thì món ăn Ngọc làm đã xong rồi đây. Hồi nãy gấp vô cái nó dài của nó dính chỗ này nên nhìn cái dĩa hơi dơ. Còn đây là thịt nè, cái thịt Ngọc không có nướng được ở ngoài lò nên Ngọc bỏ vô cái oven Ngọc nướng. Cái màu nó sẽ không được đẹp như là thịt nướng. Còn đây, dưa leo với chồng Ngọc anh thích ăn cái trứng. Con bé quậy nè cô chú ơi. Quậy ơi, mông quậy. Xin chào tất cả mọi người. Hello everybody. Xin chào các bạn. Thì đây, bữa cơm hôm nay đã thành công. Do chưa gì cái đồ ăn này nè, mẹ có cơm cho con này, mẹ có chan nước mắm cho con này nha. Con ả mẹ chưa? Mâm. Thương mẹ để đâu? Để đâu phải không? Rồi, ăn đi. Đó. Trời ơi, ngon chưa? Miếng thịt nha. Mâm miếng thịt đi, ả mẹ. Ok. Xin mời tất cả mọi người. How's everybody doing today? If you can understand me, give me a thumbs up. I know, right? Right. Đây, bây giờ ăn cơm với lại thịt trước đi mọi người ơi. Just mine? Yeah, that's right. Nước mắm của chồng, nước mắm này là lúc đó bà Hai á. Bà Hai làm cho Ngọc ngủ trước khi bà Hai. Đúng vậy. Phải không ta? Phải bà Hai, đúng rồi. Không, bà Hai làm cái bữa mà ăn cơm, cái bữa mà ăn hôm bữa. Còn dư lại tới giờ cũng còn hủ. Đó. Này đâu còn đũa chị ta. All right. Rồi, xin mời tất cả mọi người. Let's try it. Hiện tại bây giờ là 7 giờ rưỡi tối rồi mọi người ơi. Lâu quá Ngọc mới nấu ăn. Tastes like pork. Pork. It's pretty good. Good. Mm-hmm. Thích dưa leo mà dễ sợ luôn. So, I'm done with school. I'm on spring break for 2 weeks. Chồng Ngọc anh nói là anh hôm bữa giờ anh học là anh đang được cái kỳ nghỉ spring break. Là thường thường ở đây spring break có nghĩa là nghỉ xuân đó các bạn. Rất là nhiều người được nghỉ spring break. Anh học ở trên mạng anh cũng được nghỉ spring break luôn. I don't have spring break from work though. So I gotta go there every day. Còn anh ấy ở cái công việc làm của anh thì không có được nghỉ xuân. So what do you guys do for spring break? Baby, I don't have to. This is Vietnam. It's only an American thing, huh? Yeah. Chồng Ngọc anh hỏi mọi người làm gì khi mọi người được nghỉ spring break. Ngọc nói ở Việt Nam mọi người đã nghỉ spring break đâu. Spring break là còn là có những không biết ở châu Âu như thế nào, nhưng mà ở Mỹ thì được nghỉ vậy, tại vì cái mùa đông chuyển qua tới mùa xuân thì được nghỉ. Some people think that's why Asians are smarter than Americans, so we take too much time off. Cho em dính vô không lấy ăn nè. So silly. So I heard you guys went out today, huh? Mm-hmm. Where did you go? Went to the mall. You went to the mall. Mẹ cho con mà con không ăn rồi cho con hư cái gì mà hư. Did Jay get to run around? Yeah, she did. Oh, excellent. Đây nè, chấm vô miếng nước mắm nha. Nước mắm ngọt ngọt ngon nha. Rồi, ăn nhẹ chưa? À? Yeah, she ran around. She got to run around? That's good. Did she go to the toy store? Yeah. Oh, yeah? What toy did she seem to like the most? Not anything specific. She liked the one that long like that. Mm-hmm. And just held on to it.
good. It's just put things, take it out, put it back in, take it out, put it back in. Oh, it's good, huh? Mm-hmm. You definitely got to bring some hand sanitizer with you. You're right. When she's cooking, after she's done, she still likes to put her hands by her mouth a lot. Mm-hmm. And it's no good. You don't say, JD, huh? So it's getting warm out. I can't wait to get her. Get her that that remote control car. That's what my dad was saying this morning. Really? It was like we should buy her. We should buy her some car for the summer. Yeah, absolutely. And that was it's expensive. $3.99. Like $3.50, $3.69 or something. Like $3.99. That was less. Chồng yeah. Anh nãy giờ anh nói là mùa hè này anh sẽ mua cho con trai chơi một cái chiếc xe mà chiếc giống như chiếc xe hơi mà ngồi mà chạy ở ngoài đường á để cho nó chạy còn nó mắc quá trời ơi đó quỷ đó mắc 399 đô có 9 triệu đồng chiếc á mắc quá mà hả không à mà đồ đúng cái hiệu đàng hoàng đúng hiệu Lamborghini đồng bay về cái Newsho Free Food and Newsho Everybody đúng cái xe Lamborghini hay là Bentley gì đó phải đúng cái chiếc đó mới chịu thôi còn mấy chiếc khác mà bình thường không chịu ba cái chơi thứ nhất là biết gì không trong nhà Ngọc là không có chỗ để nè chị mua xe nó về để đâu ủa con nên lên nó mà nó làm không có tên không được con cái đâu được cái này là no smoking này ăn được cay lắm he says too hot so she be smoking you're so silly. Yeah. Don't know what to do with myself for 2 weeks. I might sleep. Catch up on some sleep because JD keeps you up. Keeps you moving. Chồng Ngọc nói là bây giờ anh cũng không biết làm gì anh nghỉ được 2 tuần sưng quá không có làm bài các bạn thấy không? Ăn xong rồi ngồi chơi này đâu có phải ê đúng rồi tôi chuẩn bị đi học bài đây chào tạm biệt các bạn. Giờ là có thời gian rồi. I said usually say oh I gotta go study. Yeah. But today you stay here. Yeah, because I don't have to study. It's getting nice out. The lake is still frozen, but it was almost 40 degrees today, so just maybe a month, maybe 6 weeks more of winter. Dễ sợ ồn không? Anh chồng Ngọc nói là cái thời tiết ở ngoài á tốt hơn rồi. Hôm nay là 40 độ F, 40 độ F là cỡ mấy độ C đây. Mà cũng không biết nữa nhưng mà xong thì vẫn đóng băng khoảng một tháng nữa mới hết chuẩn bị là Thiền Ngọc sẽ về cuối tháng 4 đầu tháng 5 the last day of April the boat last day of April Thiền về quê hương cái bài Thiền về quê hương hát sao ta tính hát quên chứ rồi so two months two three yeah because it's only March. Yeah. One month. Yeah, but it'll probably be still cold and stuff at the end of April like it was last year. Cold and rainy. Hey mọi người ơi, thì cái video clip này Ngọc sẽ xin kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem một cái bữa ăn tối ấm cúng của gia đình Ngọc trong ngày hôm nay. Thì đó, Ngọc nấu ăn thì Ngọc chỉ biết nấu vậy thôi. Đó, đủ ăn no rồi, nói chung là cũng đủ no. Xin cảm ơn mọi người đã xem cái video clip này và hẹn gặp lại mọi người video clip tiếp theo. Yes. Have a great day everybody. See you later and remember 5K and she dance. Okay, bye bye. Bye bye. See you later. Wow. I don't know.
mẹ chưa? Cái nó phục sinh cái. Hả mẹ chưa? Rồi được rồi đó. Ha ha ha. Để đây, đây. Đây. Alright, so that's the Bentley. Ủa tầm bảy tầm bả không? See look, Bentley. Không biết mọi người có thấy không? Đó, đây là chiếc Bentley anh muốn mua nè, không biết mọi người thấy. That's not the one though. Nhưng mà anh không phải chiếc đó. They got the Mercedes G65 truck. Here you go. This one? Stinger? The stinger but in white. So when if we have a boy, they can ride in it too. Another stinger. Mua tầm 7, tầm 3 không được kìa. 3 cây là được cái mua đồ giặt. Mẹ cây chỉ mua được cái cây ăn thôi. Right here is the new one they have. Guess how much? Everybody, guess how much this is. Mọi người, nhà mà bán hỏi là mọi người thử đoán chiếc xe này đặng nhiêu tiền. That's like a. Không biết mọi người thấy rõ không biết. That's $1 million car in real life. How much? Anh nói cái chiếc xe này nếu mà ở ngoài đời thì sẽ là cả triệu đô, mấy chục tỷ. Nhưng mà ở trong cái chiếc mô hình đó thì tới 500 đô. Looks. Có 13 triệu đó. Ridiculous. Yep, so it's getting close to time. I'll wait maybe a couple weeks. Still cold outside. If we get it, we'll have to keep it on our patio. Keep the battery out of it. Mà được cái biết gì mọi người, khu ngập á, yên tĩnh, không bị mất đồ. Giống như hồi bữa lúc mà bà Hai qua cái video clip mà ăn cua hoàng đế á, cái tủ nhà ngập đâu có bỏ cua hoàng đế vô được đâu, để ngoài á cho trời lạnh đồ này kia, để ngoài cái bàn á không sao, không có trùm lại luôn á. Ha ha ha. Rất là yên tĩnh. Rồi để bỏ này qua bên. Bây giờ xử tới em này. Ooh, squid hả? Yeah. Baby squid do 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 baby squid do 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 baby squid. Ai kêu con open cho mau mà con ha ha ha. Sao con lưỡi nhét bánh vô ăn không? Mắc nghẹn lên kìa. Đúng không? Kai wa. Oh, is that Kai? Kai wa. Kai wa. Như baby say it. Bạch tuộc. Bạch tuộc. Thôi không được, không được, không được. No smoking. No, no smoking. Ngọc không? Mực thì Ngọc chỉ làm được một món thôi, mực không? Mực đâu có làm nhiều được, một nấu lẩu, hai nướng sa tế, còn ba là xào chung với lại dưa leo với lại mấy cái đồ kia rồi vậy xong. Bà tuột một tay được giới bị giới hạn món, bà tuột này nấu lẩu có lý nè. Oh. She got a cucumber. Đó bạn thấy không? Rồi ăn một làm ra không mình một ăn không? So who out there is a gamer? Type in the comment. Chồng một hỏi. My wife will count and see how many. And chồng. Tell and just write I'm a gamer and your favorite game. Chồng Ngọc hỏi là trong cái tất cả những người đang xem video clip của mình đó, ai là người đang thích chơi game?
comment ở dưới cho chồng họ cũng biết với lại cái game gì mà bạn đang chơi. You know who gonna comment first? Bao. Bao, Bao would be like his phone game, it's his favorite. Em Ngọc hỏi chồng Ngọc là anh có biết là ai sẽ là người comment trước không? Cái chồng Ngọc đó, anh Bảo. anh Bảo là cao thủ. Ai mà muốn chơi game là chơi chung hội với anh Bảo. Đây là cũng cao thủ game luôn. Yeah, I love games. I love games. Maybe how you say it in Vietnamese? Huh? Dwayne. Dwayne, you chơi game. Dwayne, you chơi game. No, use another word. May chơi game. Quá May chơi game. Right? Who wants to see us do a dance game? My wife is embarrassed to do it. So, if we get enough likes on this video, we'll make a video with us dancing. Chồng Ngọc hỏi, ai là người thích có bạn nào thích gia đình Ngọc làm một cái video clip nhảy không? Biết sao không? Tại vì có một cái wheel game á, cái máy wheel mà mình nhảy dancing đó. Chồng Ngọc kêu làm nó mà Ngọc nói, trời, tự nhiên cái ba đứa đứng lên nhảy khùng mất cỡ cái bà nội. Cái chồng Ngọc nói nếu mà các bạn mà like nhiều cái video, các bạn cho nhiều cái thumbs up trong cái video clip này á, thì hai vợ chồng Ngọc sẽ suy nghĩ là có nên nhảy hay không. So how many likes will it take for you to dance? Gotta give him a number. 5,000 likes on the video. 5,000 likes. And she will dance. See, I give people a chance. Yeah. See? Absolutely. I'm realistic. Yeah, realistic. 5,000 likes. And nếu mà she will dance. 5,000 like là các bạn bấm cái nút thumbs up á. It'll be a bonus video. Thầy Ngọc khi chồng Ngọc với Chay sẽ mở cái máy view lên rồi record lại lúc đầu Ngọc ba đứa Ngọc nhảy rất là tiếu. Ngọc không biết nhảy, Ngọc nhảy xăm xăm tí xí không à. Lúc nào chơi cái trò này là chồng Ngọc anh cũng hơn Ngọc hết đó. Ăn cơm không? Cơm không? Cơm à? Yeah. The Just Dance Four. Đó, nó có trước rất là nhiều bài hát trong này. Some old songs, but it's okay. Ngọc không biết thì sao nữa mà lúc mà Ngọc nhìn, lúc mà người ta nhảy, người ta có chỉ mình cái chuẩn bị tới đó là nhảy cái gì mà Ngọc không biết nhảy. You know JD's gonna be dancing, so you don't want to miss out. Thương má. Thì nếu mà cái video clip được 5,000 like, cái video clip này được 5,000 like, thực hiện cái video clip ba đứa Ngọc nhảy. Xong rồi hôm nay là mẹ thấy con hơi bị ồn rồi đó. Hả? Vì sao nãy đang mì trước rồi nên lên á.